Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thảo Lương Home. Xu hướng nhà hiện đại luôn là kiến trúc được yêu thích trong những năm gần đây, không chỉ được lựa chọn thiết kế xây dựng ở thành phố mà còn ở nhiều vùng ven đô thị nông thôn, sở hữu tính thẩm mỹ cao, tối giản, các chi tiết rườm rà cầu kỳ. Và chuyên mục giới thiệu mỗi nhà đẹp ngày hôm nay mời các bạn tham khảo thêm một gợi ý nhà đẹp được Thảo Lương Home thiết kế và thi công trọn gói, đó chính là mẫu nhà phố 2 tầng hiện đại với chủ đầu tư là gia đình chị Trân ở Hải Phòng. Trước khi đi vào chi tiết chủ đề chia sẻ mẫu nhà đẹp ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu tôi đến từ công ty Thảo Lương Home. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Thảo Lương tự hào là đơn vị hàng đầu về thiết kế và thi công nhà ở trọn gói trên phạm vi toàn quốc, với mục đích mang đến những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Công ty xây dựng Thảo Lương đã áp dụng công nghệ số hóa 3D laser scanning được chuyển giao từ công ty Star Global để số hóa toàn bộ ngôi nhà trong việc khảo sát, thiết kế, thi công cho đến hoàn thiện. Đây là công ty xây dựng đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ này vào xây dựng nhà ở và đã tạo được nhiều giá trị lớn cho khách hàng. Những lợi ích mà công nghệ 3D laser scanning mang lại cho công ty là nâng cao được năng suất lao động, giảm được chi phí khảo sát thiết kế công trình. Nhờ có được số liệu đầy đủ, hình ảnh rõ nét và trung thực xung quanh khu vực công trình, giúp cho các kiến trúc sư thiết kế ra những công trình đẹp hơn, đúng yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh áp dụng công nghệ số hóa 3D laser scanning, công ty Thảo Lương còn có đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ hàng trăm công nhân được đào tạo bài bản, luôn làm hài lòng khách hàng với tất cả các dự án, công trình do công ty đảm nhiệm. Ngoài ra, nhằm giúp cho khách hàng dễ dàng chọn lựa được mẫu nhà hoặc phong cách thiết kế mà khách hàng mong muốn, Thảo Lương đã thường xuyên cập nhật và mang tới khách hàng những mẫu nhà đẹp, tiêu biểu phù hợp với thị hiếu hiện nay. Qua tư vấn của các kỹ sư kiến trúc của công ty Thảo Lương thì bản thân tôi sẽ thấy thế là phù hợp, cho nên tôi chọn lựa công ty Thảo Lương xây dựng ngôi nhà cho tôi. Sau khi mà hoàn tất thì tôi thấy thế là công ty làm rất tốt, kể cả các công nhân làm cũng rất tốt, rất đạt yêu cầu. Mà giao với tiến độ làm đó thì giao đúng ngày, cho nên mà gia đình cũng rất mừng. Hiện tại, văn phòng đại diện công ty Thảo Lương đã có mặt tại các tỉnh Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa. Và trong thời gian tới, Thảo Lương sẽ luôn phấn đấu và tạo ra những giá trị mới, góp phần hoàn thiện và phát triển ngành xây dựng tại Việt Nam. Thảo Lương Home tự hào là đơn vị chuyên tư vấn thiết kế thi công trọn gói nhà với nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Hiện tại, Thảo Lương Home đang có nhiều ưu đãi dành cho quý khách hàng thiết kế xây dựng nhà, giảm ngay 10% khi ký hợp đồng online, miễn phí 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói, chiết khấu 3-8% tổng giá trị công trình khi ký hợp đồng thi công trước 3 tháng. Ngoài ra, còn rất nhiều ưu đãi lớn được cập nhật liên tục trên fanpage, website, YouTube của Thảo Lương Home. Quý khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với hotline Thảo Lương Home để được hỗ trợ, tư vấn và nhận ngay ưu đãi lớn nhé. Nhà phố được biết đến là mẫu nhà có diện tích xây dựng vừa phải, thậm chí là tương đối hạn hẹp. Vì vậy, khi nhận được thông tin liên hệ của gia đình chị Trân, đội ngũ Thảo Lương Home đã nhanh chóng có mặt tại Hải Phòng để khảo sát, xem xét phương án và đưa ra phương án thiết kế phù hợp, giúp tối ưu công năng và mang đến không gian sống tiện nghi nhất. Cụ thể, công năng gồm có ở tầng 1 là một phòng khách, một phòng bếp ăn, một nhà vệ sinh, một phòng ngủ, và ở tầng 2 có một phòng thờ, một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Ngôi nhà của chị Trân được thiết kế với diện tích đất xây dựng chiều dài là 18,5m và chiều rộng là 5m. Cách bố trí vô cùng thoáng mát, tiện nghi, tràn đầy sinh khí với hai lối đi, gồm một lối đi ở sảnh chính và một lối đi ở sau nhà. Ở trước và sau nhà đều có không gian để gia chủ có thể tận dụng trồng cây xanh và hoa, giúp ngôi nhà thêm phần tươi mới và sinh động. Đi qua khoảng sân trước rất rộng rãi, chúng ta bước vào phòng khách với diện tích là 20,5m², có bố trí bộ bàn ghế sofa lớn, trải thảm cách điệu và xung quanh có bố trí cây xanh để tăng độ thông thoáng cho nhà ở. Trần sử dụng trần thạch cao khung chìm kết hợp với hệ đèn led âm tròn, mang đến cảm giác hiện đại. Sàn phòng khách thiết kế gạch ceramic 600x600. Đây cũng là vật liệu được sử dụng ở các không gian khác của nhà, tạo nên tổng thể đồng nhất.
Tiếp đến là không gian bếp ăn có bố trí bộ bàn ăn 6 người, các thiết bị điện hiện đại và hệ bếp chữ Y. Kiểu bếp này rất tiện lợi, thiết kế gọn gàng phù hợp cho không gian nhà phố. Ở tầng 1, chúng tôi còn thiết kế một phòng ngủ để gia chủ có thể sử dụng. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 16m², có bố trí đầy đủ nội thất gồm giường, tủ đồ, tivi, tủ đầu giường, v.v. Đồng thời, tại đây chúng tôi còn thiết kế hệ cửa sổ lớn để hạn chế không khí bí bách. Gia chủ có thể ngắm cảnh thư giãn, tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu sinh hoạt dễ dàng, chúng tôi còn có bố trí một phòng vệ sinh chung có lavabo, vòi tắm sen, bồn vệ sinh. Như các bạn có thể thấy, không chỉ ở các không gian khác mà kể cả cầu thang cũng được Thảo Lương Home chú trọng thiết kế để đảm bảo an toàn và mang đến nhiều may mắn tài lộc. Tại đây, hệ cầu thang có 17 bậc, theo nguyên tắc số bậc 4N+1 trong phong thủy. Bậc cầu thang được thiết kế mặt đen cổ trắng, mang lại tính thẩm mỹ cao, hiện đại và đảm bảo vệ sinh. Tầng 2 là không gian yên tĩnh. Chúng tôi có thiết kế không gian thờ, có tủ thờ và một bộ bàn ghế nhỏ. Xung quanh còn được bố trí cây xanh theo đúng mệnh tuổi của gia chủ để điều hòa không khí, đảm bảo thu hút vượng khí. Ngoài phòng thờ, tầng 2 còn thiết kế thêm một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho gia đình. Không gian nhà vệ sinh tầng 2 thiết kế đồng trục với nhà vệ sinh tầng 1, giúp việc thi công đơn giản, dễ dàng, tiết kiệm chi phí hơn. Khoảng diện tích còn lại được thiết kế một phòng ngủ rộng rãi hơn 16m². Cách bố trí nội thất cũng đồng nhất với tầng 1. Cách thiết kế công năng vô cùng độc đáo, mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình sinh hoạt. Đây là sự kết hợp tinh tế, khéo léo, hiện đại giữa nội thất và ngoại thất. Vừa rồi các bạn vừa khám phá chi tiết công năng và cách thiết kế nội thất nhà phố 2 tầng. Bây giờ hãy cùng Thảo Lương Home chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoại thất của ngôi nhà này nhé. Đây hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm nhà phố với nét đột phá trong phong cách thiết kế, tỉ mỉ, tinh tế, khiến ai xem qua cũng rầm rồ khen ngợi. Kiến trúc nhà phố này mang đến cho người nhìn cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát với tông màu trắng chủ đạo kết hợp với màu nâu gỗ ấm áp. Chúng ta có thể thấy không gian nhà phố này được thiết kế vô cùng lý tưởng theo xu hướng mới được ưa chuộng trên thị trường kiến trúc hiện nay. Với các đường nét thiết kế vuông vức chắc chắn thể hiện sự mạnh mẽ, bề thế kết hợp với các chi tiết trang trí, khu vực trồng hoa xung quanh nhà gợi nên vẻ sinh động. Đặc biệt ở diện tường mặt tiền được sử dụng gạch thông gió với ưu điểm tăng tính hiện đại, trang trọng. Loại gạch thông gió được biết đến với ưu điểm chống nắng, tránh gió lùa, chắn mưa nhưng vẫn mang đến sự thông thoáng cho không gian nhà ở. Chắc hẳn ai trong chúng ta khi nhìn vào công trình này đều cảm thấy sự gắn kết giữa bản thân với thiên nhiên. Đây quả thật là sự kết hợp độc đáo trong thiết kế kiến trúc nhà, phải không ạ? Cửa đi sử dụng cửa gỗ bền chắc. Bên cạnh đó, điểm mới trong kiến trúc nhà phố do Thảo Lương Home thiết kế này là kết hợp với kính cường lực, giúp không gian cơi nới, mở rộng hơn rất nhiều. Đặc biệt, đảm bảo cung cấp ánh sáng tự nhiên, giúp ngôi nhà trở nên sáng sủa và tràn đầy năng lượng hơn. Người ta thường ví cách thiết kế nhà kính này như bức tranh đầy nghệ thuật, phù hợp với những ai yêu thích sự sáng tạo, tự do. Tại đây, chúng tôi sử dụng hệ kính cường lực cách âm giúp ngôi nhà tránh khỏi những tác động của môi trường nhưng vẫn tối ưu lợi ích trong sinh hoạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video nhà phố 2 tầng hiện đại của Thảo Lương Home. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích mẫu nhà này hay cách thiết kế nhà đẹp khác của Thảo Lương Home, hãy liên hệ ngay với Thảo Lương Home để được đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư giàu kinh nghiệm của Thảo Lương Home liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn nút subscribe kênh YouTube của Thảo Lương Home để theo dõi cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.